chào mừng đến với ngày thứ 3 của thách thức 21 ngày cùng Yobo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một công thức có tên gọi là bữa sáng trẻ hóa cực mạnh. Rồi, bữa sáng trẻ hóa cực mạnh của chúng ta có nguồn gốc từ đâu? Từ tất cả những loại quả mọng và quả dại. Hôm nay chúng ta sẽ làm smoothie cho bữa sáng, chúng ta sẽ làm sinh tố cho bữa sáng. Và bữa sáng này sẽ bao gồm cherry, bạn sẽ cần khoảng 10 trái cherry nhá. Sau đó là bạn sẽ cần khoảng một nắm tay Việt quất, bạn cũng cần khoảng tầm 15 đến 20 trái dâu tằm và bạn cần khoảng 5 cho đến 7 trái dâu tây. Và chúng ta sẽ có một hỗn hợp gồm rất là nhiều những cái anthocyanin. Rất là may là Anna vẫn còn nhớ đúng được cái chất ở trong những loại quả này. Anthocyanin là một trong những cái hợp chất giúp cho chúng ta có thể phòng chống oxy hóa cực mạnh. Và khi mà bạn thường xuyên bổ sung cái công thức này cho cơ thể mình thì bạn biết rồi đấy, da của chúng ta sẽ đẹp hơn, tóc của chúng ta sẽ đẹp hơn, móng của chúng ta sẽ đẹp hơn. Và chống lão hóa nghĩa là gì? Tức là vóc dáng của chúng ta cũng sẽ được thon gọn hơn, bởi vì mỡ cũng được tính là một loại độc tố. Mỡ cũng là một nguyên nhân khiến cho bạn già đi nếu nó bị tích quá đà. Và rồi chất thải cũng được kích hoạt để đào thải ra ngoài tốt hơn. Và bạn để ý rằng là những cái nhóm quả dại này này có một cái vị hơi chua. Nếu như bạn mua được cái loại rau củ quả tốt, xin lỗi, nếu bạn mua được cái nhóm 4 cái loại quả dại này tốt á, thì nó sẽ có một đặc điểm là cái vị chua của nó không bị gắt. Nhưng đôi khi chúng ta cũng chọn phải những cái quả mà có vị hơi chua một chút. Cho nên là gì? Bạn sẽ cần phải có chuối. Chuối nó sẽ làm cho cái bữa smoothie của chúng ta có tăng cái độ đường lên một chút. Bạn yên tâm rằng là đã có những cái loại trái kia cân lại rồi, cho nên bạn sẽ không phải là ăn riêng một mình chuối đâu. Cho nên bạn cũng không sợ là cái GI của nó quá cao và làm cho cái chỉ số đường huyết của bạn tăng cao quá nhanh nhá. Và khi mà bạn cho chuối vào như vậy, bạn sẽ cần thêm một chút nước để máy có thể xay được. Bạn hãy dùng những cái loại nước thật là sự là tốt. Như Anna dùng nước Kangen. Nếu bạn không có nước Kangen thì bạn có thể mua Lavi nhãn màu xanh. Bạn có thể mua Ion Light, cũng là những cái nhãn hàng mà có thể có những cái nước kiềm. Đại thể là cũng có thể tạm sử dụng được khi bạn không có hệ thống lọc nước Kangen. Có thêm một tip nữa là nếu như bạn muốn bữa sáng của mình đầy đặn hơn thì bạn hãy thêm ngũ cốc vào. Ví dụ ở Yobo thì Anna hay thêm cái ngũ cốc của Yobo. Anna có hai loại là tăng cân và giảm cân. Và đối với ngũ cốc của Yobo thì làm từ những loại đậu, ví dụ đậu xanh, không phải ví dụ nữa mà Anna sẽ nói luôn cái công thức đầy đủ của nó. Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, mè đen, mè trắng, hạt bí đỏ, hạt óc chó, hạnh nhân, mắc ca và gạo lứt tím. Và với một cái hỗn hợp như vậy, nếu bạn muốn cho pha vào ngũ cốc thì bạn cần phải pha ngũ cốc vào nước nóng trước đi, để cho những cái loại này nó loãng ra. Và bạn chỉ cần một thìa khoảng 5g đến 7g thôi là bạn đã có thể pha được một cái lượng khoảng 100ml cho vào trong cái bữa sáng trẻ hóa cực sốc của chúng ta. Bữa sáng trẻ hóa cực sốc. Và chúng ta tiến hành đến cái phần mà thực hiện chế biến cái món này thôi. Bạn có thể đếm nó chỉ trong vòng khoảng 1 phút là bạn đã xong cái bữa sáng này rồi. Rất là nhanh. Ok, vậy là chúng ta đã xong công thức bữa sáng trẻ hóa cực mạnh của chúng ta. Và bạn thấy đấy, đây chính là một cái bữa sáng vừa đầy đủ dưỡng chất và có khả năng giúp cho bạn có thể trẻ hóa toàn diện cơ thể một cách vô cùng nhanh chóng nhé. Và nếu như bạn thích, bạn hãy cho thêm vào vào cái hỗn hợp những cái loại rau củ quả này, những loại trái cây này là
ngũ cốc. Còn nếu như bạn không thích thì bạn có thể sử dụng như thế này được rồi. Anna thì không cần phải quá ngọt cho nên Anna chỉ cần chuối là được rồi. Còn nếu mà bạn thích ngọt hơn thì bạn có thể sử dụng thêm mật ong để làm tăng độ ngọt của bạn nhé.